xin mến chào toàn thể bà con và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ lại cái clip khu vườn của mình. Mình chia sẻ cái cách dăm cây cho bà con và các bạn cùng xem. Mà cái cách này là mình dăm theo như kiểu là mình dăm thí đại ở ngoài đường, ngoài trời thì rất là dễ. Bà con và các bạn nào mà không có điều kiện dăm giống như những cái clip trước đó, thì mình chỉ cái cách này rồi con và các bạn dăm rất là ok, nhưng mà nó sẽ không có đạt nhiều như những cái mô hình trước, mà nó cũng khoảng 70%. Thì đây là cái cách mình dăm, mình xin giới thiệu cho quý bà con và các bạn cùng tham khảo và nghiên cứu. Đây là cách mình dăm vậy nè. Những bà con nào mà không có cái chậu giống như mình á, mình muốn dăm cây này y gan, làm y gan như mình vậy, mình cũng cắt nhánh ra như vậy, xong rồi mình lựa cái chậu kiển nào mà mình thường ra mình chăm sóc, mình tưới nước tưới này kia đồ nhiều á, có bóng mát á, mình cắt mình ghim vòng vòng dưới đất vậy nè, vòng vòng xung quanh của những cái cây nó có cái tán cây bóng mát á. Đó là cái cách này thứ nhất mình chỉ cho bà con, tại vì cái phân này á, là lâu ngày mình đã tưới nước này kia rồi, nhưng mà mình đừng có tưới phân thời gian gần đây nha. Mình tưới nước bình thường thì cái chất đất trong này nè, nó đã hết những cái lượng phân hóa học hoặc là ba cái thuốc này kia nọ. Tại vì ví dụ như đây cám dừa này kia rồi đó, nó cũng có cái chất dừa, nó chát, nó không sống. Xong cái mình cắt cái nhánh ra mình ghim vậy nè, thì những cái tược này là như vậy là ok rồi nè, thấy không? Mấy cái này nó đâm như vậy là nó sống rồi đó. Cứ ghim đại vô. Đây là cách thứ nhất, mình không có xô chậu này kia đó, thì mình làm kiểu này. Dưới này là cái tán cây, chỗ này nó cũng mát lắm. Rồi mình ra mình tưới nước thường xuyên là nó sống á. Đây là mình dăm mấy cái này là mấy cái mi cam của mình nè. Đó. Mình cứ ghim đại nó là nó lên trơn rồi, thấy không? Cách thứ hai là cũng là một cái cách này, mình làm clip này chắc mình chắc cũng bị quăng bơm quăng đạn dữ lắm đây. Mình cũng vô cái thùng mi trang vậy đó, nhưng mà bà con nào mà không có xử lý được ba cái phân mới á, thì mình lấy mấy cái phân cũ trong mấy cái chậu như vậy nè, hoặc là mình hốt mấy cái chậu đã trồng cây ok rồi đó, mình hốt phân cũ nó ra cái mình đưa vô cái chậu mới như vậy, xong rồi cái mình cũng ghim nhánh vô, mình cắt xong mình ghim vô, thì ghim vô một thời gian mình cũng để dưới mấy cái bóng mát của cái cây này nè, thì mình tưới cái cây lớn xong rồi mình cũng tưới nó luôn, không sao hết. Cái đó, đây là xung quanh là mình làm, mình để đơn giản dưới cái bóng mát vậy nè, mình hốt mấy cái phân cũ của mấy cái chậu lớn ra nha, tại mấy cái chậu lớn là nó ok rồi, phân nó cũng cũ rồi, nó không còn ba cái chất tạp chất trong phân. Thì những cái cây gì này mình tưới nước nó tươi, nó đâm mục gì là nó bảo đảm là sống ok 100%. Đó là cách làm dễ nhất, đơn giản nhất. Đây. Có mấy cái này nó lên mục rồi nè. Đó, mình để vòng dưới mấy cái gốc cây như vậy nè là bảo đảm nó có đủ độ ẩm. Với lại cái này mùa mưa mà mưa nhiều rồi nó không sao, không sợ mưa muối, mưa mặn gì hết á. Không có sợ mưa axit cả, mình cứ để dưới tán cây vậy là bảo đảm thiên nhiên nó sẽ tự tưới luôn. Có khi là mưa ngày nào cũng mưa mà nó bóng mát, thì bóng mát nè, dưới gốc cây nó ẩm rồi là nó tốt đó. Mình để vòng đây nè, đây mấy cái bị đỏ mình để sang vô cái giữa gốc nó là mát lạnh đó. Mình tận dụng mấy cái này là mình cứ dăm là ok nhất. Mấy cái này là mấy cái vàng hường. Rồi còn cái cách này là cách nó xịn sò hơn. Đây là cái bàn mình hay ngồi chơi. Này là cái cách để vô cái thùng mút đây. Cái thùng mút mình có đậy cái ni lông ở trên, nhưng tại mình dở ra cho nó thoáng một chút. Thì mấy cái này là mình dăm mấy cái cây cho nó xịn sò hơn, thì mình để riêng ra. Mình vô thùng mút mình kỹ nhưng mà cũng dở cho nó thoáng hơi, xong rồi mình đậy lại đừng cho mưa, chứ là chỉ nó giữ ẩm, đậy lại để ngoài gốc cây này cho nó đủ ánh sáng, đậy lại xong rồi đừng có mưa, để mưa cái nó ngập úng thuốc bắc hết á, thì mấy cái cây này là nó
xịn sò hơn, cho nên mình cho nó ở trong một cái thùng riêng. Đó là cái cách dăm cây của mình. Còn mấy cái chuẩn bị phân đất này kia độ thì cũng hết sức là bình thường. Mình cũng có mấy cái clip trước mình chỉ đó nè, mấy cái cây này là mình để như vậy là nó sốc nè, không nè, đâm ra tự của mình nó như vậy là ghim đại thí đại nè, dưới cái gốc cây lớn là nó mình tưới lớn là mình tưới nó luôn, ok. Nhưng mà nó dễ cũng có lúc nó bị sốc nhiệt nó chết nè. Này mình cắt mình giục nó vô, nó hay dễ bị vì nó nắng nó táp quá là nó cũng chết. Đây nữa nè, nó mình ghim đại vô mấy cái gốc đây này nữa, cái nó lớn lên nó ra rễ, cái mình nhổ ra mình trồng, nhổ khéo khéo đừng đứt rễ là ok. Đó, rất là đơn giản. Mình giới thiệu cho bà con và các bạn nào mà hổm gài cũng coi clip của mình, nó là dăm cây chết hoài, thì cái cách này mình làm y thương thử như vậy coi, mình nghĩ là sẽ ok hết á. Đây nè, nói không mà không, cái tược nó ra vậy là lụm. Còn mấy cái này nó sung hơn, là nó phát triển sớm, là nó mọc tược trước nè, thấy không? Rất là ok. Mình dăm ở đây là mình dăm đều đều ra nè, cái có cái cây mà thấp nhất mình tiếc mình không muốn bỏ luôn, nhưng mà mình cắm đại nó cũng vẫn sống luôn nè. Quá ok nè. Xin lỗi bà con và các bạn nha, nãy mình đang quay, cái có một cái người bạn của mình gọi điện thoại tới, cái mình tắt ngang, mình quay bằng cái điện thoại á. Thì đây là những cái cây mình dăm tự nhiên vậy nè. Bà con và các bạn có dịp rảnh thì hãy làm theo thử theo như mình vậy đi, cũng dễ sống đó. Nhiều khi đôi khi cái cách mà mình đậy mút, đậy thùng kính vậy á, mà kính quá cũng dễ bị chết nữa nha. Kính quá mình đậy cái thùng mút mà mình để ẩm hầm hoài là dễ bị, nhiều khi nó cũng bị thúi lắm, mình không có biết canh là dễ thúi lắm. Thì đây là mình dăm mấy cái cây xịn sò chút xíu, cho nên mình kỹ dùng cái lưỡng. Thì giờ này chỉ đi mưa là mình đậy lại, nó sáng mình dỡ ra cho nó thoáng khí, cái tới 9-10 giờ gì đó cho mình đậy lại. Rồi. Còn mấy cây này mình dăm trong lòng kiến. Thì trong lòng mình cũng có dăm một số cây bằng xịn, mình làm xịn đó. Đây nè, thì cái sình này là mình cũng chia sẻ luôn là mình không có móc sình từ dưới mớ mương dưới hầm lên nha, tại vì nó sợ, mình sợ sình nó bị dính khoàng. Cái mình làm bằng đất khô, mình đi đào đất khô ở trên lớp mặt á, rồi cái mình về mình đổ nước vô, mình ngâm cho nó mềm mềm ra, cái mình lấy cái motor mình làm cái cây như là cái cây đánh bê á của mấy ông thợ hồ thợ bê á, mình đưa vô mình khuấy. Đấy, sẽ ra một cái hỗn hợp nhão nhão như sình vậy nè, rồi mình đưa vô mình phủ lên lớp mặt. Nếu ở dưới là mình sử dụng cám dừa hoặc cấu mục, còn nếu không mình để nguyên cái khối sình luôn cũng được, nguyên một ly sình luôn cũng không sao. Nhưng mà khi đánh là mình chia sẻ luôn bà con và các bạn, nếu mà có biết cái loại mà Atunit á, thì mình nhỏ vào đây giữa chừng 2-3 giọt Atunit gì đó, mình đánh lên là nó ra được hỗn hợp sình vậy. Trồng nguyên một ly sình cũng được, hoặc là mình phủ lên cái lớp mặt, giống như những cái này là mình phủ lên cũng được, nhưng mà để trong cái thùng kính thì khỏi phủ lên, phủ lên dưới cho nó giữ chân, cho nó đừng có lắc thôi, chứ cũng không có mục đích gì. Mà mình để trong thùng vậy đâu có gió thổi lắc đâu sợ, nên là nó là như vậy nha mọi người. Mình dăm một số cây trong thùng xốp không đủ, mình đưa qua thùng kiến luôn. Rồi mình chia sẻ cái clip của mình đến đây xin kết thúc. Bà con và các bạn nào có làm thử theo mình đi, ví dụ như tháng mấy, 2 tháng sau này khoảng chừng 1.5 tháng thì nó sẽ có kết quả như vậy. Bà con các bạn nào mà có xem clip mà chưa có đăng ký kênh mình á, nếu mà làm theo giống thấy đúng vậy ha, thì hãy quay lại đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn tất cả bà con và các bạn theo dõi kênh mình trong thời gian qua. Xin chúc cho mọi người thành công và có một số cây giống cây con để chơi giống như mình. Rồi cảm ơn bà con và các bạn nhiều nha. Hẹn bà con và các bạn gặp lại một cái dịp khác. Giờ mình đang quay, mình trời đang mưa luôn nè mọi người ơi. Mưa đang nhiễu hộp lăng tăng nữa không? Ướt hết trơn luôn. Rồi,
xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người vào một clip khác. Xin chào, bye bye.